kính chào quý vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Chào Tuấn Anh. Chào Anh Phương. Anh Phương có nhớ Tuấn Anh nhờ Anh Phương gì không? Bánh tráng đúng không? Đúng rồi nè. Cảm ơn Anh Phương nha. Hôm nay Tuấn Anh làm món gì mà dặn đi dặn lại Thanh Phương là phải nhớ mang theo bánh tráng vậy? Thanh Phương đón thử nè. Hến súp bánh tráng hả? Không phải đó Thanh Phương ơi. Món ăn của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày chúng ta phải khác lại chứ. Mời Thanh Phương và quý vị khán giả cùng Tuấn Anh vào bếp với món cua đồng súp bánh tráng. Để thực hiện món cua đồng súp bánh tráng, chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu sau: cua xay, bánh tráng nướng, rau quế, rau ngò gai, ớt sừng, trứng vịt, thịt xay, đậu phộng rang giả sơ, hành phi, củ hành tím, các gia vị thông thường và hạt nêm maxi ngon heo. Tuấn Anh nè, Thanh Phương rất là thích món cua đồng luôn, vừa ngon vừa hấp dẫn mà nghe đâu là còn rất bổ dưỡng nữa đúng không ạ? Đúng rồi đó Thanh Phương, cua đồng là một món ăn rất là dân dã nhưng mà chứa rất là nhiều vitamin. Đặc biệt bên trong cua đồng còn chứa rất là nhiều canxi đó Phương. Trong đông y ngoài chữa bệnh còi xương cho trẻ nhỏ, cua đồng còn có thể chữa được những bệnh ví dụ như đau răng, đau lợi do nhiệt. Còn cái việc sơ chế cua đồng thì khó không Tuấn Anh? Không có khó đâu Phương, chúng ta sẽ mua cua đồng về chúng ta xay nhuyễn như thế này nè Phương. Sau đó chúng ta sẽ hòa với nước và lượt bỏ xác đi. Phần cua luộc sạch Tuấn Anh đã cho vào trong nồi rồi nè Phương. Bây giờ Tuấn Anh sẽ đập một cái trứng vịt. Cho vào một quả trứng vịt để làm gì vậy Tuấn Anh? Chúng ta dùng trứng vịt vào nước cua để giúp cua đóng ván dễ hơn và có màu sắc tươi hơn ạ. Chúng ta sẽ nêm vào đây nửa muỗng cà phê hạt nêm maxi ngon heo. Quậy đều lên để cho trứng và bọc nêm tan ra. Bây giờ Phương mở lửa giúp Tuấn Anh. Chờ cho nước sôi lên và trứng vịt cũng như là thịt cua sẽ bám vào nhau tạo thành một cái ván. Rồi mình sẽ vớt cái ván đó ra. Đúng rồi Phương. Bây giờ cua đã đóng thành ván nè, Tuấn Anh sẽ vớt ra. Thanh Phương thắc mắc là sau khi mình vớt ván cua ra rồi thì cái phần nước cua này mình để làm gì thế Tuấn Anh? Quý vị khán giả lưu ý, nước cua này rất là bổ dưỡng cho nên quý vị hãy giữ lại và để nấu canh nhé. Bây giờ đầu tiên chúng ta sẽ ướp thịt xay với lại 1/3 muỗng cà phê hạt nêm icing ngon heo và một ít tiêu. Chúng ta đảo đều lên. Hành tím chúng ta sẽ sắc lát. Ớt sần chúng ta sẽ thái sợi. Tiếp theo chúng ta sẽ thái nhuyễn rau ngò gai. Phần lá húng quế còn lại chúng ta cũng sẽ thái nhuyễn luôn. Bây giờ Tuấn Anh sẽ bắt chảo lên bếp mà Phương mở lửa giùm Tuấn Anh nè. Chảo nóng Tuấn Anh sẽ cho dầu ăn vào. Khi mà dầu nóng chúng ta sẽ cho hành tím vào. Chúng ta xào cho củ hành tím thơm lên. Cho phần thịt xay vào. Sau khi Phương thấy thịt chín đó nè Phương. Tuấn Anh sẽ cho phần ván cua vào đây. Mình sẽ xào cho tơi luôn để cho cua và thịt đó hòa quyện vào nhau. Bây giờ chúng ta sẽ nêm vào đây nửa muỗng cà phê đường, 1 muỗng cà phê nước mắm. Chúng ta đảo đều, nhanh tay. Chúng ta sẽ xào đến khi thấm đều gia vị thì chúng ta sẽ tắt lửa quý vị ạ. Sau đó chúng ta sẽ cho đậu phộng rang giả bể vào. Tiếp theo chúng ta sẽ cho ớt và rau ngò gai với lại rau quế. Chúng ta sẽ đảo đều lên. Mình sẽ cho những cái loại rau gia vị để tạo hương thơm và sau cùng để giữ được hương vị thơm ngon cho món ăn. Và món ăn chúng ta đã xong rồi, bây giờ Tuấn Anh sẽ trang trí món ăn. Bây giờ Tuấn Anh sẽ trình bày món ăn ra chén. Sau khi xúc cua đồng ra chén, Tuấn Anh sẽ cho vào đây bánh đa. Bây giờ món ăn chúng ta đã hoàn tất rồi quý vị ơi. Wow, những chén bé xíu cua đồng súp bánh tráng rất là hấp dẫn, đầy đủ màu sắc và chứa đựng hết tất cả những tinh túy của món ăn. Tuấn Anh ơi. Tuấn Anh đã chuẩn bị rồi nè Phương. Wow, cảm ơn Tuấn Anh. Wow, hấp dẫn quá. Cua đồng có vị béo ngọt, đậm đà, quyện với lại béo béo bùi bùi của đậu phộng nè, mùi thơm của hành phi, của ngò gai, lá quế và ăn kèm với lại bánh tráng, hương vị giòn giòn. Wow, món ăn này rất hấp dẫn luôn Tuấn Anh ơi. Cảm ơn lời khen của Thanh Phương. Một chút xíu biến tấu nhỏ nhỏ thôi, chúng ta sẽ có một món ăn mới lạ dành cho gia đình. Xin chúc quý vị thành công. Và nếu như quý vị có bỏ lỡ những bí quyết thực hiện các món ăn ngon, quý vị có thể truy cập vào website mongonmuoinngay.com sẽ có những thông tin chi tiết. Còn bây giờ thì đầu bếp Tuấn Anh và Thanh Phương xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị.